Rồi tôi không ngờ cuộc đời của tôi có nhiều cái diệu kỹ. Diệu hổ ly sơn. Con yên tâm, chú làm không bao giờ làm. Con yên tâm, làm sao mà chú có thể là Trời ơi, có tự chủ để tham gia chương trình của trường mầm non không? Anh đừng tin em, hát ăn chi gì đâu ai tin em hát hay đâu đúng không? Thật sự ra, trong bài hát này có một câu mà cũng là tiếng lòng của anh muốn nói với em như một lời xin lỗi, đó là cái câu mà phút ấy anh còn nói em mệt rồi, mình dừng lại thôi. Anh biết là em mệt, sức khỏe em này không tốt. Em nói đi, em có mệt không? Dạ không mệt. Thấy chưa? Thành ơi, người ta bé không mệt. Con bé nó hát hay như vậy, nó trẻ trung, nó xinh đẹp như vậy, nó duyên dáng như vậy mà loại nó từ vòng đầu. Trời ơi, xem làm anh Ủa, surprise. Hồi nãy mình cũng có chọn. Mình là mình nói để chi? Để đầu kia nghe để chọn. Hiểu không? Em còn ngu ngơ lắm. Xạo xạo nè. Một hầu số một ra hát hay, nó cầm cái vợt nó tán vô mặt. Nha. Anh biết em hát hay từ đầu rồi, cho nên cố tình nói để đội kia chọn đó. Anh biết em là tấm quốc, là không phải nghề của em đâu đúng không? Trả lời thật lòng đi. Dạ, em xin chào ban giám khảo và quý vị khán giả. Em tên là Phương Uyên. Dạ, guốc mộc không phải là công việc của em. Anh biết từ đầu cho nên anh làm mọi cách để đội kia phải chọn em, để họ nhục nhã ê chề trong đớn đau. Xạo ông nội ơi. Nhưng mà xạo toàn tập, từ ngành nghề công việc đến giọng hát, chắc hát là bành nông đó. Nghe bắt cá ngừ nha. Bốn lát luôn hả? Đúng rồi, mà em cho một món nè anh ơi. Thôi một vài hóa tay cho cô xé đi. Ô sát đã đúc cho bé Fanny. Và kế bên có một người mẹ. Thôi thì khóc đi chị Mia. Em nghẹn. Giống như là em không có mặt ở đây vậy đó. Anh cho bé đó cái rau. Được rồi á. Được rồi. Giống đậu bún quá. Quá đủ rồi mọi người. Lỡ ăn ké rồi. Nó cảm nhận coi. Em nín đi. Câu hỏi tiếp đi. Nhà em có chấm chấm đầy, có ao rau muống, có đầy chỉnh tương. A vại cà, B hũ cà. Ông ăn gian quá. Đây là đáp án. Dạ anh Long ăn gian rồi, anh Long chạy lên chứ không có phi lên anh ơi. Nhà em có chấm chấm đầy, có ao rau muống, có đầy chỉnh tương. Nhà em có chấm chấm đầy, có ao rau muống. A vại cà. Ban tổ chức phải nhắc nhở chứ, ban tổ chức không nhắc nhở đâu biết. Rồi đọc lại nè. Rồi đọc lại. Nhà em có chấm chấm đầy, có ao rau muống, có đầy chỉnh tương. A vại cà, B hũ cà. Rồi. Nghệ sĩ Kim Tử Long đã lấy là A, bị bắt buộc lấy A. Đáp án. Nhà em có vại cà đầy, có ao rau muống, có đầy chỉnh tương. Đáp án là A. Trời không phụ lòng. Trời không phụ lòng người. Hồi nãy nó dành. Nó là nó dành. Trời tôi không ngờ.
Cuộc đời của tôi có nhiều cái diệu kỹ. Diệu hổ ly sơn. Đúng là rừng càng già càng cay. Mọi người về edit cái khúc này hoa rơi em nha. Em ơi nhưng mà em trả lời sai rồi Mia. Ê chỉ đúng có 50% thôi Mia. Còn thiếu cái gì em nữa. Còn thiếu cái gì em nữa. Nói chứ tội nghiệp cô gái. Đưa cái dĩa lên đây. Tới lúc ăn rồi. Anh mời Mia đi nhưng mà đúng cái 50% mà cho nữa nửa khẩu phần ăn thôi anh. Đây. Trời, tình anh em của chúng ta thâm kim vậy sao? Lấy cái này mà xỉa răng hả? Nói với thương quá, nè ăn gì nè, bạch tuộc đi nha. Bạch tuộc. Đúng rồi. Em không ăn cá ngừ nha. Không ăn ngừ đúng không? Vậy ăn tôm hùm không? Ăn luôn. Cái tôm hùm xuất sắc luôn á. Ăn không em? Dạ thôi em cảm ơn chị. Nãy em ăn lén rồi mà. Trai cuốn thì đại tiếng giờ. Trời ơi, không dám nói gì luôn á. Anh nói là tạo tiếng cười thôi chứ anh rất là thích em mà. Càng bài coi. Yêu em nữa. Em cua ngày xưa chết rồi. Đâu bài thứ hai coi. Rồi người thương hóa người dưng. Hát mà. Hả? Anh hát không có hay nên em chứ hát sợ nó dở bài hát của em. Làm sao nhớ được mà hát. Làm sao mà biết là ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, wait a minute. Một người từng yêu nhiều thế, rồi cùng hóa người dưng, chẳng còn gọi nhau bằng những cái tên mình đã từng. Được không, đúng không? Sai. Một người từng thương nhiều thế, nhưng mà đã từng yêu nhiều thế đúng không? Yêu thì tôi chỉ yêu người ta, tôi chỉ chưa thương. Chuyện của tôi. Người ta hỏi hát hay hay không, bà lo cái vụ thịt heo, thịt bò. Ăn nhìn cái con mực là cái gì, đói là cái thịt heo với thịt bò. Trời ơi, có cho em ăn rồi. Cứ bác em vậy như vậy hoài nên em không nhìn món này em thèm vậy nó. Trời ơi, các tuyển thủ đang tham gia chương trình của trường mầm non không? Trời ơi, các tuyển thủ đang tham gia chương trình của trường mầm non không? Trời ơi, các tuyển thủ đang tham gia chương trình của trường mầm non không? Trời ơi. Anh như nhiều như đâu mất tiêu rồi. Không thể tin được. Lương nhẹ vậy con chú ăn cái góc tối như vậy. Bây giờ chị còn là gì để chị nói đâu, em tận mắt và em chứng kiến cảnh này rồi đó chị à. Trời có gì đâu, mình cứ gì mình cứ lên bàn, mình không tôn trọng chương trình thì mình cứ lên bàn mình ngồi xin một ăn. Tiếng thôi. Dạ đâu mình xin một tiếng là mọi người ở đây đâu có ai cấm cản chị. Chị tôn trọng luật chơi của chương trình. Chương trình nói là trên bàn không được ăn thì chị ăn dưới đất. Ở nhà ba mẹ chị còn chưa chị ăn dưới đất. Tới tham gia chương trình ăn lẻ rồi đúng không? Miếng ăn này mà mọi người. Kịch bản ăn dưới đất bắt đầu. Không thể tin được. Ê cái giọng mà ăn lén lút á, xương ráng nuốt á. Em nếu là em cũng tức giùm cho Thành. Đi làm về khuya vẫn gọi hai em ra ăn ốc. Đi làm về trễ vẫn gọi hai em ra ăn lẩu. Hai đứa nó giống như là thuốc phiện đối với Trấn Thành. Thì bây giờ là tối nào phải gặp, mà anh đi một đêm gặp mà tốn 3-4 triệu thì một tháng bao nhiêu? Gần 100 triệu. Trời ơi, cái gì mà ngày nào cũng gặp với anh làm cái gì? 100 triệu để nuôi hai đứa trong vòng một tháng đó hả? Để rồi bây giờ lên chương trình nó chối bỏ Trấn Thành như một người xa lạ. Nuôi nó. Cho nó ăn. Cho nó. Rồi bây giờ đi. Ok, I'm fine. Ok, I'm fine. Ổng diễn hoài luôn anh, ổng diễn cái này hoài luôn á. Con yên tâm, chú làm không bao giờ làm. Con yên tâm. Làm sao mà chú có thể là. Sao mà chú có thể là. Nghĩ luôn đó, nghĩ con làm tốt hơn. Xin lỗi con, chú nghĩ con làm sẽ tốt hơn. Tụi em làm giết người. Đúng rồi. Hư hết của người ta. Con ơi. Có phải á, là mình làm bánh á. Về luôn.
khóc luôn. Mình phải cẩn thận. Phải đúng rồi, phải là cẩn thận với lại phải đúng tỷ lệ. Phải kỹ nữa, phải kỹ tính nữa. Đây nè. À, 30 giây chú thôi à. 30 giây à chú. Chú quay lại chỗ đi chú. Chú ơi, chú bên này nè. Xong rồi chú ơi. Chú phải xong rồi. Quay lại chỗ này. Quay lại chỗ. 30 giây. 30 giây thôi. Chú. Không mà đúng là trên thế giới này có hai loại người ha. Người say, người phá.